Khi sướng chữ ma thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Đại Lưu Thoan Thích Chúng Phong Tể Trĩ. 17. Chữ ma có thể ngộ tất cả pháp, ngã sở chấp tánh, bất khả đắc. Đại lưu là ngã mạn, thích sinh tử chảy mãi, nước chảy xiết mau lẹ, ngã mạn cao vời. Nếu các đỉnh núi đứng trơ trọi, vì đều do ngã sở chấp, trong trí luận có nói rằng, nếu nghe chữ ma, nghĩa là biết tất cả pháp liền ngã sở. Khi xướng chữ già, thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Phổ An Lập. 18. Chữ già có thể ngộ tất cả pháp, vì hạnh thủ tánh bất khả đắc, lời an lập vì dùng hạnh thủ mà có thể an lập. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ già thì liền biết đáy tất cả pháp bất khả đắc. Khi xướng chữ tha thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Chân Như Bình Đẳng Tạng. 19. Chữ tha có thể ngộ tất cả pháp vì tánh xứ sở bất khả đắc, dùng chân như bình đẳng là xứ sở chỗ nương của tất cả pháp. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ tha thì liền biết bốn câu như pháp bất khả đắc, như pháp tức là xứ sở, vì như pháp thời pháp. Khi xướng chữ xã thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là nhập thế gian hải thanh tịnh. 20. Chữ xã tức ngộ nhập tất cả pháp chỗ sinh khởi bất khả đắc, dùng có năng có sở vì là biển thế gian. Chữ xã còn là chữ xà, trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ xà để biết các pháp sinh tử bất khả đắc. Khi xướng chữ tòa thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là niệm nhất thiết Phật trang nghiêm. 21. Chữ tòa tức ngộ tất cả pháp tánh an ổn bất khả đắc, dùng niệm Phật trang nghiêm vì an ổn nhất. Chữ tòa còn là chữ bà phược, còn là chữ thấp ba. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ thấp ba nên biết tất cả pháp bất khả đắc, như thấp ba bất khả đắc, chữ thấp ba nghĩa không khác biệt. Mà trong quang tán có nói rằng không chỗ khởi, không chỗ khởi, tức nghĩa an ổn. Khi xướng chữ đá thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Quán Sát Giản Trạch Nhất Thiết Pháp Tụ. 22. Chữ đá còn là chữ đà, tức ngộ tất cả pháp tánh chỉ giới bất khả đắc, dùng giản pháp tụ vì liền có thể chỉ giới tánh. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ đà thì biết tánh tất cả pháp bất khả đắc. Khi xướng chữ xa thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tùy Thuận Nhất Thiết Phật Giáo Luân Quang Minh. 23. Chữ xa tức ngộ tất cả pháp tánh tịch tĩnh bất khả đắc, vì dùng tịch tĩnh thì thuận Phật giáo. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ xa liền biết tướng tịch diệt của chư Phật. Khi xướng chữ khư thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tu Nhân Địa Trí Huệ Tạng. 24. Chữ khư tức ngộ tất cả pháp tánh như hư không bất khả đắc, nhờ trí huệ như hư không nên có thể dung chứa. Chữ khư còn là chữ khứ, trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ khứ thì biết tất cả pháp đồng với hư không bất khả đắc. Khi xướng chữ xoa thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là tức chư nghiệp hải tạng. 25. Chữ xoa tức ngộ tất cả pháp tánh hết bất khả đắc, do đó biển nghiệp sâu rộng đều bao dung hết, cho nên tên là tạng. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ xoa để biết hết tất cả pháp bất khả đắc. Khi xướng chữ xà đà thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là quyên trư hoặc chướng khai tịnh quang minh. 26. Chữ xà đà tức ngộ tất cả pháp nhậm trì nơi xứ chẳng phải xứ, khiến tánh bất động bất khả đắc, dùng hoặc chướng làm chẳng phải xứ, khai tĩnh quang minh làm xứ sở. Ở đây dùng lìa chướng chân không làm xứ như thật. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ đà liền biết bỏ mé các pháp bất khả đắc. Khi xướng chữ nhưỡng thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là tác thế gian trí huệ môn. 27. Chữ nhưỡng lối khác dịch là chữ nương, tức ngộ tất cả pháp, biết được tánh bất khả đắc, năng biết là trí huệ, sở biết là cửa. Chữ nhưỡng còn là chữ nhược, trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ nhược liền biết trong tất cả pháp không có tướng trí. Khi xướng chữ hạt lã đa thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật tên là sinh tử cảnh giới trí huệ luân. 28. Chữ hạt lã đa tức ngộ tất cả pháp chấp trước nghĩa tánh bất khả đắc, do đó chấp trước là cảnh sinh tử, nghĩa tức trí huệ luân, dùng chấp trước sinh tử là sở quán cảnh của trí huệ. Chữ hạt lã đa còn là chữ tha, trong chính luận có nói rằng
Nếu nghe chữ thà để biết nghĩa tất cả pháp bất khả đắc, khi xướng chữ ba thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là nhất thiết trí cung điện viên mãn trang nghiêm. 29 chữ ba tức ngộ tất cả pháp, tánh có thể phá hoại bất khả đắc, lời viên mãn, tam tạng pháp sư bất không dịch là đạo tràng. Do đó cung điện đạo tràng trang nghiêm theo duyên nên có thể phá hoại, tức chẳng phải trang nghiêm nên bất khả đắc. Cho nên đó nói rằng khi đọc chữ ba thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, nhất thiết cung điện đạo tràng trang nghiêm. Trong chữ luận có nói rằng nếu nghe chữ ba thì biết rõ tướng phá hoại tất cả pháp bất khả đắc, khi xướng chữ sa thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là tu hành phương tiện tạng các việt viên mãn. 30 chữ sa lối khác dịch là tha, tức ngộ tất cả pháp, tánh che đậy lục lạc, tánh che đậy dục lạc bất khả đắc, tức phương tiện tùy hỷ lạc nên các biệt viên mãn, tức che đậy bất khả đắc. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ sa liền biết tất cả pháp không chỗ đi, khi xướng chữ sa ma thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là tùy thập phương hiện kiến chư Phật. 31 chữ sa ma tức ngộ tất cả pháp, tánh có thể nghĩ nhớ bất khả đắc. Chữ sa ma còn là chữ thấp đạm, trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ thấp đạm liền biết nghĩa các pháp kiên cố như kim cang, khi xướng chữ ha bà thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là quán sát nhất thiết vô duyên chúng sinh, phương tiện nhiếp thọ khiến sinh ra vô ngại lực. 32 chữ ha bà lối khác dịch là chữ ha phược, tức ngộ tất cả pháp, tánh có thể hồ triều bất khả đắc. Do đó vì vô duyên triều khiến cho hữu duyên, trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ hòa để biết tất cả pháp không âm thanh, khi xướng chữ tha thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là tu hành thú nhập nhất thiết công đức hải. 33 chữ tha tức ngộ tất cả pháp, tánh dũng kiện bất khả đắc, dùng dũng kiện mới có thể tu nhập công đức. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ tha để biết tất cả pháp không xèn không thí, khi xướng chữ giả thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là chỉ nhất thiết pháp vân kiên cố hải tạng. 34 chữ giả tức ngộ tất cả pháp, tánh dày bình đẳng bất khả đắc, do đó dày như đất, có thể giữ gìn bình đẳng, cũng có thể dung chứa như biển bình đẳng, có thể bao mười mười thuyết pháp, dùng bất khả đắc nên có thể giữ gìn, có thể dung chứa. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ già liền biết các pháp không dày không mỏng, khi xướng chữ cha thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là tùy hiện phổ kiến thập phương chư Phật. 35 chữ cha lối khác dịch là chữ xá, tức ngộ tất cả pháp, tánh tích tập bất khả đắc, do đó tích tập niệm Phật nên có thể thấy khắp. Chữ cha còn là chữ tha, trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ tha liền biết tất cả pháp không chỗ trụ, khi xướng chữ nã thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là quán sát tự luân hữu vô tận chư ý tự. 36 chữ nã lối khác dịch là chữ ninh, tức ngộ tất cả pháp, lìa các sự kiện cãi, không vãng lai, tánh đi đứng nằm ngồi bất khả đắc, do đó dùng thường quán tự luân vì biết chúng sinh không pháp.